Người ta cứ phổ biến tuyên truyền với mọi người rằng phải ăn sữa cho nó đủ chất, ăn sữa đủ canxi để cho con, đứa con của mình ngày mai nó chóng lớn, nó cao khỏe, nó to béo vân vân. Tôi xin thưa, sai lầm 1000%. Vì sao vậy? Tôi nói có sách mách có chứng. Bởi vì trong sữa bò hàm lượng canxi cao hơn hẳn sữa người. Người ta dựa vào đó để nói là phải cho con nó bú sữa bò để nhiều canxi nó chóng lớn. Không phải đâu ạ. Vì sao trong sữa bò có nhiều canxi? Bởi vì con bò, con cũng như các động vật ăn cỏ khác, đẻ ra mà cứ nằm mãi đấy không chạy được thì con khác nó đến ăn thịt hết. Vì vậy tạo hóa đã rất nhân từ, cho vào trong sữa mẹ nó nhiều canxi để cái xương nó mau cứng cáp, để cái chân nó chóng biết đi, biết chạy, trốn chạy kẻ thù. Tiêu chuẩn canxi cao ấy trong sữa bò là tiêu chuẩn của cái chân con bò. Người ta lấy cái đó cho con người phấn đấu mới lạ chứ. Trái lại, trong sữa người có rất nhiều phosphor, mà phosphor đi vào não làm cho não thông minh lên. Trong sữa bò hoàn toàn không có. Người ta bỏ lơ cái tiêu chuẩn này đi. Vì vậy, rất nhiều lần, có đến ít nhất là hàng nghìn lần, tôi đã khuyên mọi người chớ có dại dột mà cho con mình nó ăn sữa bò. Cho đứa con thân yêu của chúng ta ăn sữa bò nay mai, cho nó ăn sữa bò là đã biến đứa con thân yêu của mình trở thành một đứa trẻ cùng mẹ khác cha với con bò con rồi. Và chắc chắn trong sữa bò không có phốt pho như thế thì nó sẽ ngu thôi, là chuyện tất nhiên, không có gì là lạ cả. Trẻ con ăn sữa bò sẽ sớm biết đi giống như con bò, nhưng mà chậm biết nói vì thần kinh không phát triển. Nhân tướng học đã nói, những đứa trẻ nào biết đi trước khi biết nói, nay mai sẽ chỉ làm tay sai cho người khác thôi. Trái lại, đứa nào biết nói trước khi biết đi, có nghĩa là trí tuệ nó phát triển hơn thân xác, nay mai nó chỉ huy điều khiển người khác. Có muốn biến đứa con thân yêu của mình thành một đứa nô lệ cho kẻ khác thì hãy cho nó ăn nhiều sữa bò vào. Ngoài ra, sữa bò người ta tiêm, để có sữa bò người ta phải tiêm chất kích dục cho con bò nó luôn luôn mang bầu quanh năm ngày tháng mới có sữa, là một. Thứ hai là phải tiêm chút thuốc kích thích cho nó ra sữa, là hai. Và phải nhốt cho nó, không cho nó hoạt động, không cho nó hoạt động, nó vùng vậy lắm là phải tiêm cái thuốc an thần để cho nó ỉ ra. Những dư chất đấy đều vào sữa và đã làm biến đổi sinh lý của người ăn rất nhiều, đặc biệt là giới nữ. Bây giờ người ta thấy có những cháu gái 1 tuổi đã bắt đầu phát dục rồi ạ. 3 tuổi các bầu vú đã to bằng đầu vú của những đứa trẻ 14, 15 tuổi. Âm mao đã mọc đen xỉ. 4 tuổi đã có đứa chuẩn bị có kinh. 5 tuổi đã có đứa trẻ bị khối u trong tử cung phải mổ. Đó. Tệ hại đến như thế mà bây giờ người ta vẫn cứ lớn tiếng tuyên truyền ăn sữa bò. Và gần đây là một chương trình rất lớn của nhà nước là gì? Sữa cho học đường. Cái chương trình này chi rất phóng tay để tạo sữa cho học sinh cấp 1, cấp 2. Tôi kịch liệt phản đối chương trình này và tôi đã viết trong đó là cái chương trình này xuất phát từ những người không hiểu biết tí gì cả về ăn uống. Cần phải loại bỏ ngay, không thì đầu độc làm hủy hoại con cháu chúng ta mất thôi. 2-3 tuổi nó đã động dục rồi, nó chết người không có chứ. Nòi giống này làm sao, còn sao mà duy trì được. Rất tiếc không thời gian để nói sâu hơn về vấn đề này. Xung quanh vấn đề uống sữa là cả một vấn đề vô cùng phức tạp, cực kỳ nan giải mà phải đấu tranh gay go quyết liệt lắm lắm mà. Tôi đã vạch ra tất cả những sự thật và nhiều người đọc quyển sách ấy của tôi bảo ông cẩn thận, không khéo, nó thủ tiêu ông đấy. Tôi bảo là tôi đã lường đến khả năng đó rồi. Năm nay 75 tuổi, tôi chết cũng không gì là lạ. Chả có gì đáng tiếc cả. Tôi đã nói được những điều cần nói cho mọi người. Và kẻ nào giết tôi chính là nó phong thánh cho tôi. Tôi không sợ. Đó. Nói như thế để quý bác thấy là. Vâng, cảm ơn ạ. Vấn đề ăn uống không đơn giản tí nào đâu ạ. Xin đọc quyển Minh Triết trong ăn uống của Phương Đông của tôi. Tôi viết trong đó có cuộc đấu tranh rất gay go ác liệt mà chúng ta không biết đến đâu. Tôi là người đương đầu về vấn đề này rất nhiều.